Chân dung Nam Danh Hài Hoài Linh. Võ Nguyễn Hoài Linh sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969, thường được biết đến với nghệ danh Hoài Linh, là một nghệ sĩ hài người Việt Nam. Hoài Linh là danh hài đạt nhiều giải thưởng Mai Vàng. Ông được đặt phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2015 và là nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên được phong danh hiệu này. Trước đây, Hoài Linh có hợp tác với danh hài hải ngoại Vân Sơn và sau đó trở thành bạn diễn với danh hài Chí Tài và hợp tác với trung tâm Thúy Nga tại hải ngoại và công ty Nụ Cười Mới tại Việt Nam. Hoài Linh sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Trong một gia đình công giáo có tất cả 6 người con, 3 trai, 3 gái và là con thứ ba, là con trai trưởng trong gia đình. Cha mẹ anh quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ngoài một người chị đã có gia đình còn lại ở Việt Nam, gia đình anh đã chuyển sang Hoa Kỳ theo diện HO vào năm 1995. Vì trước đó, cha anh phục vụ trong lực lượng đặc biệt của Việt Nam Cộng Hòa với chức vụ đại úy, bị cải tạo 6 năm tại Biên Hòa, cho đến năm 1982 mới được tha về. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Lệ Phương điều hành một nhà hộ sinh ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Trên đây, kiến thức và giải trí vừa gửi đến quý vị và các bạn chân dung Nam Danh Hài Hoài Linh.